Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 85 Xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Quyển Hạ Trang 48 Đoạn này là chú giải Giới thiệu đơn giản Vắng tắt Về tác dụng phóng quang của Đức Thế Tôn. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu đơn giản một chút về những danh từ này, sau đó lại là một bài thuyết minh tổng hợp. Thứ nhất là Bạch Hào Tướng Quang. Bạch Hào là một trong 32 tướng tốt ở trong chú giải đã nói ra nghiệp nhân của tướng tốt này tuy chỉ nói có một vài câu nhưng vô cùng quan trọng tại nhân hành bố thí thời thích khả tiền nhân ý Hai câu nói này rất quan trọng Chúng ta biết Phật giáo hóa tất cả chúng sanh Ngài dạy điều gì? Dạy bố thí Bố thí chính là xả, là buông xả Người có thể xả hết tất cả Thì người này liền thành Phật Tuy là đang xả nhưng vẫn chưa xả sạch sẽ thì người này là Bồ Tát What? Người hoàn toàn không hiểu biết gì về bố thí Và buông xả Thì là phàm phu rồi Phạm vi của chữ xả này vô cùng vô cùng rộng Có thể nói là tất cả Pháp mà Thế Tôn nói Trong 49 năm Là nói về chữ bố thí Cái gì hãy thể hội thật kỹ ý nghĩa này bên trong phải xả hết phiền não tham sân si mạng nghi á kiến đây là bên trong bạn có thể xả hết những thứ này bạn liền thoát khỏi luân hồi từ đó cho thấy luân hồi do đâu mà có luân hồi là do tham sân si mạng nghi á kiến mà tạo nên Chứ không phải do người khác tạo cho bạn Là tự mình tạo Bên ngoài Đây là ngũ dục lục trần Tiền tài sắc đẹp Danh tiếng Ăn uống ngủ nghỉ Sắc thanh hương vị xuất pháp Thấy điều xả sạch Phật bảo chúng ta xả Là dựa vào đạo lý gì đạo lý Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong suốt 49 năm giảng dạy Không có lúc nào, không có nơi nào mà không nói Đặc biệt là Kinh Bát Nhã Phật nói cho chúng ta biết Dạng Pháp vô sở hữu Tam tâm bất khả đắc vậy là đã nói ra toàn bộ chân tướng sự thật rồi tất cả những hiện tượng bên ngoài ngũ dục lục trần không có gì sở hữu được trên kinh nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh làm sao bạn có thể đạt được nó chứ bạn mong muốn đạt được nó là sai rồi khi niệm này khởi lên thì lục đạo liền hiện tiện bạn liền tạo ra lục đạo luân hồi không biết được tất cả pháp là huyện có nó không phải là thật là giả thôi ba tâm không thể được là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Cái tâm hay được không có. Tất cả pháp để được đó cũng không có. Phật dạy bạn làm sao sống đời sống bình thường. Đời sống bình thường chính là buông xả vạn duyên. Thân tâm thế giới đều không thể được đây là cảnh giới của phật đây là đời sống của một người bình thường cảnh giới của người bình thường bên trong bạn có một ý nghĩ được bên ngoài sở hữu mọi thứ là bạn hoàn toàn mê rồi nhân hành bố thí thời thích khả tiền nhân ý ý nghĩa này rất sâu như thế nào mới làm vừa lòng người nhận làm việc bố thí khiến người ta giác ngộ như vậy mới là làm vừa lòng người nhận không phải họ muốn tiền tài là họ nhận được tiền tài vậy là thỏa mãn rồi đó là thỏa mãn ý tham sân si là hoàn toàn trái ngược lại với chân tướng sự thật rồi từ đó cho thấy tất cả hiện tượng do đâu mà có là do duyên sanh duyên cũng không phải là thật hiện tượng của duyên là gì là sát na sanh diệt cho nên sanh sanh không dừng trụ đây là hiện tượng của duyên ngày nay chúng ta có được cái thân này cũng là duyên Mọi người, mọi việc, mọi vật gặp phải trong đời này cũng là do duyên Nhất định phải biết toàn bộ tất cả duyên Đều là sanh sanh không dừng trụ sát na sanh diệt Sáng tỏ chân tướng sự thật Thì tự nhiên sẽ giống như Phật Bồ Tát vậy Sẽ kết thiện duyên với người trong thế gian này Tuyệt đối không kết ác duyên tất cả mọi ác duyên nên hóa giải hết Hoàng gia nên giải không nên kết cách hóa giải như thế nào vậy gặp phải oan gia đối đầu đến giày vò mình thì mình vui vẻ đón nhận không có mấy may tâm oán hận giả lại còn sanh tâm vui vẻ vì sao vậy món nợ này hết rồi trả rồi họ dây do mình họ gây phiền phức cho ta tại vì sao không gây phiền phức cho người khác cho nên mình lập tức liền nhận ra được đó là duyên ta trước đây làm khó họ nên đời này phải gặp lại họ làm khó ta nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy Chỉ có người sáng suốt Người giác ngộ Mới vui vẻ đón nhận Báo xong rồi Lần sau nếu có duyên gặp lại nữa Vậy là vui vẻ rồi Cho dù là giết hại Giống như trên kinh Phật có nêu một câu chuyện là Nhẫn nhục tiên nhân Bị vua ca lợi cắt xẻo thân thể Câu chuyện này là xuất hiện Ở trên kinh Niết bàn Phật kể rất tỉ mỉ Đây là Bồ Tát tu hành ở trên núi Rất ít người gây trở ngại được Vua Ca Lợi đi săn Thì gặp được Bồ Tát này Đang tu hành Đang tĩnh tọa Vì quốc dương này khi đi săn Có mang theo rất nhiều người trong số này cũng có rất nhiều cung nữ Họ nhìn thấy Bồ Tát Tướng mạo trang nghiêm Thanh tịnh từ bi Liền thỉnh giáo ngài Vậy là có rất nhiều người vây quanh Vì quốc dương này khi nhìn thấy thì không vui Cho nên liền nổi giận Ra lệnh xử tử lăng trì Bồ Tát Lăng trì là dùng dao cắt từng miếng thịt xuống Bồ Tát không có một chút xíu tâm oán hận nào Nhẫn nhục ba la mật viên mãn rồi Hơn nữa Bồ Tát còn phát nguyện Tương lai tôi thành Phật Trước tiên tôi sẽ độ ông Phật nói Vì Bồ Tát bị vua ca lợi Cắt sẽ thân thể lúc đó là Tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Vua ca lợi là ai? Là tôn giả Kiều Trần Như Bạn xem lần gặp lại Thì quan hệ giữa hai người rất tốt Là đã hóa giải hết rồi Người thế gian Gặp chút xíu chuyện bất như ý Là ôm hận vào trong lòng phiền phức rồi Đời đời kiếp kiếp Hoàng hoàng tương báo không bao giờ dứt Vô cùng đáng thương Tại vì sao phải đi làm những chuyện ngu ngốc này Những nhục tiên nhân bố thí cái gì cho vua ca lợi gì bố thí từ bi bố thí nhẫn nhục bố thí thiền định bố thí trí huệ vậy mới gọi là vừa lòng người nhận được tướng tốt được tướng Bạch Hào Câu thứ hai là Đại Bạch Hào Tướng Quang Ý của chữ đại Là thù thắng hơn so với phía trước 16 cặp đối Trong 32 câu này Câu sau mỗi cặp đối Đều thêm một chữ đại Ý nghĩa đều giống nhau nhưng vượt trội thù thắng hơn đây là ý nghĩa của chữ đại thứ ba thủy hào tướng quan chữ thủy nghĩa là tốt lành vào thời xưa người ta lấy ngọc Để làm tiêu chí Cho điều tốt lành Người xưa bất luận là Nam hay nữ Đều đeo ngọc Ngọc là một loại trong đá quý Họ thường dùng ngọc này làm tính vật Tính vật giống như hiện nay chúng ta gọi là Vật để làm tin gì Đây là bằng cứ là chứng cứ Ở chỗ này biểu thị cho lục đạo dựa vào sức oai thần của bồ tát địa tạng cũng chính là vật làm tinh của bồ tát địa tạng dành cho chúng sanh trong lục đạo dựa theo lý luận phương pháp của bồ tát địa tạng tu hành thì bạn có thể thoát khỏi tam đồ thoát khỏi lục đạo đây là chứng cứ tốt lành gọi nó là thủy hào tướng quan đại thủy hào tướng quan thì không cần phải nói nữa rồi đây là tướng thù thắng nhất trong thủy hào tướng quan gọi nó là đại thứ năm là ngọc hào tướng quan đại biểu cho chúng sanh lục đạo ngọc người xưa rất xem trọng nó Bởi vì tính chất của Ngọc Ôn hòa Thấm nhuận Gọi là đức điềm đạm Sau khi Mài dũa Có thể làm nên rất nhiều loại dụng cụ phàm phu tính tình của phàm phu ở trong lục đạo nóng nảy cho nên thời xưa người quân tử thường đeo ngọc ngọc là vật trân quý bạn đeo ở trên người phải luôn luôn bảo vệ nó nên không thể hành động cẩu thả được. Dụng ý của đeo ngọc là ở chỗ này, trên tay bạn đeo vòng ngọc. Nếu như bạn nổi giận đập tay xuống bàn, thì vòng ngọc bị dỡ dụng ngay. Dụng ý của nó là ở chỗ này. Bảo bạn học điềm đạm giống như là ngọc vậy. để ngăn ngừa nóng nảy là cái ý này ngọc hào tướng quan là biểu thị cho phàm phu trong lục đạo xả bỏ tính nóng nảy trong nhà lửa nhà lửa chính là lục đạo tập khí ở trong lục đạo tăng trưởng tánh đức đức năng trong tự tánh thì không gọi là tập khí vì sao vậy vốn dĩ đầy đủ nó không phải là do huân tập mà thành phàm phu gọi là tập khí tập khí là do huân tập mà thành không phải bản tánh gọi là tập tánh cổng Lão Phu tự nói là Tánh tương cận tập tương viễn Tánh là chân như bổn tánh Chân như bổn tánh mọi người đều giống nhau Phật Pháp nói thấu triệt hơn nữa Nhưng tập tánh của mỗi người khác nhau Không những là xa lìa với bản tánh của bản thân bạn Mà tập tánh của bạn cũng đều có khoảng cách rất xa So với tất cả đại chúng cho dù là các bạn rất hợp ý nhau thế nhưng thời gian sẽ không dài trong ngạn ngữ thường nói hoa không tươi được trăm ngày đây là từ trong thí dụ hoa tươi như thế nào đi nữa cũng không cách gì duy trì được ba tháng dùng thí dụ đơn giản này để chứng minh con người chung sống với nhau lúc quan hệ tốt đẹp là giống như hoa nở vậy con người không ai mà một nghìn ngày đều tốt cả một nghìn ngày là ba năm ở với nhau lâu rồi thì tập khí sẽ xuất hiện lúc mới gặp nhau không biết tập khí của bạn nên đối với bạn rất cung kính rất tốt ở lâu rồi tập khí xấu hiện ra hết rồi nên tâm cung kính dần không còn nữa đạo lý này chúng ta phải biết làm thế nào mới có thể ở với nhau được lâu dài kiến tánh tánh đức hiển lộ thì mới có thể ở với nhau được lâu dài nó không phải tập khí là tập tánh bậc đại thánh đại hiền trong thế gian và xuất thế gian kiến giải của họ cách nói của họ thật sự có học vấn Cho nên họ chỉ dạy chúng ta Trong giao tiếp giữa con người với nhau Phải giữ thái độ gì? Đạm bạc Quân tử chi giao đạm như thủy Đạm bạc mới lâu dài Mới có thể duy trì được lâu dài Gần gũi quá mức Thì tương lai chắc chắn sẽ xa lánh đây là đạo lý hiển nhiên Chúng ta nhất định phải biết Cho nên ý nghĩa mà trong Ngọc Hào Tướng Quang Biểu thị là dạy chúng ta đào thải tập khí Bồi dưỡng thiên tánh Thiên tánh chính là tánh đức xa lìa lục đạo khế nhập cảnh giới thánh hiền câu thứ bảy tử hào tướng quan màu tía ở chỗ này biểu thị cho tạp loại chúng sanh Thu được lợi ích Phạm vi của tạp loại rộng vô cùng Vừa rồi mới nói tập khí của tất cả chúng sanh khác nhau Nhiễm ô khác nhau Tạo nghiệp khác nhau, quả báo khác nhau chỉ cần nhìn thấy hào quang của Phật Đều có thể được lợi ích Được lợi ích lớn hay nhỏ Được lợi ích dày hay mỏng Cũng do chúng sanh mà có sai khác Nhân duyên ở trong đây Trong kinh điển nói quá nhiều rồi Chúng ta cần thể hội cho thật kỹ Câu thứ 9 Thanh hào tướng quan Màu này biểu thị cho Địa ngục Màu xanh Tại vì sao dùng màu xanh Để biểu thị cho địa ngục vậy Trong tiểu chú cũng có nói nó biểu thị cho địa ngục ác nghiệp là địa ngục dành cho người tạo tội nghiệp cực nặng tội gì là cực nặng gì nghiệp tội cắt đứt pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Là cái nặng nhất, bạn giết hại thân của họ. Trong Phật pháp nói, nếu như tội nghiệp của họ không nặng thì 49 ngày họ lại đi đầu thai rồi. Việc xả thân thọ thân trong lục đạo Là hiện tượng rất bình thường Cho nên tội giết hại mạng sống người khác Không nặng Tội cắt đứt huệ mạng của người là rất nặng Nói hơi thu thiển một chút Là làm chướng ngại việc cầu đạo của người ta Chướng ngại người ta học Phật Phá hoại cơ duyên học Phật của đại chúng Đây chính là các đức pháp thân huệ mạng Của tất cả chúng sanh Tội này rất nặng Nặng ở chỗ nào vậy? Các chị nhất định phải biết Sau khi Xả bỏ mạng sống rồi Sẽ rất nhanh chóng có lại có thể sau khi xả xong rồi thì được một cái thân mới còn tốt hơn còn trang nghiêm hơn cái thân này người hại người khác họ là tạo ác nghiệp còn người bị hại thì không tạo nghiệp người giết hại người khác có tội còn người bị người ta giết hại có tội gì cho nên luôn luôn người bị giết hại khi chuyển đời thì Phước báo thực lớn hơn đời này Những chuyện này quá nhiều rồi Nhưng người giết hại người khác Sau khi họ chết Phần lớn là đọa ba đường ác Quả báo của họ không thể tốt hơn đời này được rồi Cho nên thân người thân ở trong lục đạo rất dễ dàng có được mạng sống thế nhưng cơ hội học phật thì khó rồi không dễ gì có được trong kệ khai kinh có nói trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp đó là sự thật cái cơ hội khó gặp như vậy họ gặp được rồi bạn lại phá hoại họ Bạn gây chướng ngại cho họ Bạn nói tội này nặng cỡ nào Nếu như người này nghe Pháp Thật sự sáng tỏ thông suốt rồi Chăm chỉ tu học Thì có thể trong đời này Họ giảng sanh không thói chuyển Đi làm Phật rồi Bạn đã cắt đứt mất cơ hội trong đời này có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi thành phật làm tổ của người này rồi vậy tội này của bạn nặng cỡ nào nếu như chúng ta thực sự hiểu rõ đạo lý này sáng tỏ chân tướng sự thật việc xấu như thế nào cũng có thể làm nhưng nhất định không nên chướng ngại người ta tu đạo đặc biệt là người niệm phật Cho nên bạn tu học pháp môn khác Thì trong đời này bạn rất khó Thoát khỏi luân hồi Nhưng phước báo nhân thiên thì rất dễ dàng đạt được Duy chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì trong đời này Bạn rất có thể vĩnh viễn Thoát khỏi luân hồi Viên thành Phật đạo Gặp được cơ hội này là quá khó rồi Nếu như bạn làm mất đi cơ hội này của người ta Thì tội nghiệp của bạn tạo là nặng rồi Tội này là đọa địa ngục Chúng sanh địa ngục nhìn thấy hào quang của Phật Xin thưa với các vị là thấy sắc xanh Giống như khi màu sắc khác nhau Thì mỗi loại chúng sanh nhìn thấy hào quang khác nhau Mỗi loại chúng sanh nhìn thấy hình ảnh cũng khác nhau Năm 1982 Pháp Sư Thánh Nhất Ở Hồng Kông Đi triều bái phổ Đà Sơn Họ tổng cộng có mấy người Số người không nhiều Đại khái khoảng ba bốn người Đến lễ bái tại cửa động Động phản âm Hy vọng có thể nhìn thấy Bồ Tát quan âm Họ đi có ba người Rất tuyệt vời Pháp Sư Thánh Nhất kể với tôi Đại khái lễ lại khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì Bồ Tát quan âm xuất hiện Ba người đều nhìn thấy Đều rất là quan hỷ Sau khi rời khỏi thì ba người nói chuyện với nhau Nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát quan âm như thế nào Pháp Sư Thánh Nhất nhìn thấy là Thân màu vàng kim Bồ Tát quan âm đội mão tỳ lô Là giống như hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng vậy Bồ Tát Địa Tạng là đội máu tỳ lô Thân thể là màu hoàng kim Hào quang màu vàng kim Ba người đều là người xuất gia Còn dĩ khác thì nhìn thấy là Bạch Y Đại Sĩ mà chúng ta thường thấy Người xuất gia còn lại thì nhìn thấy là tướng tỳ kheo. Chính là hình ảnh người xuất gia tỳ kheo. Ba người đồng thời lễ bái, đồng thời nhìn thấy mà ba người thấy khác nhau rồi. Từ câu chuyện này, bạn mới thấy Phật phóng quang là đâu có phóng ra nhiều màu sắc như vậy. phật chỉ phóng ra một đạo học quang nhưng mỗi loại chúng sanh nhìn thấy khác nhau không giống nhau hình ảnh phật hiện ra là một nhưng mỗi loại chúng sanh thấy cũng khác nhau phật nói ra cũng chỉ một âm thanh nhưng mỗi loại chúng sanh nghe cũng khác nhau Đạo lý này trên kinh Phật cũng nói rất rõ ràng Là cảnh tùy tâm chuyển Phật thể hiện cảnh giới này Nhưng tâm niệm của mỗi chúng sanh là khác nhau Nên mỗi người chuyển đổi thành cảnh giới thọ dụng của riêng mình Thế nhưng Bất luận là nhìn thấy sắc tướng như thế nào Bất luận là nhìn thấy hào quang màu gì Không có ai mà không được lợi ích Đều có thể được lợi ích Câu 11 Biết hào tướng quang Biết Làm màu xanh thẳm Màu xanh thì lợt Còn màu xanh biếc thì đậm Chúng ta gọi là xanh biếc Trong tiểu chú nói Biểu địa ngục trung lợi căn Như điều đạt tại ngục lạc Như tam thiền Điều đạt là đề bà đạt đa Đề bà Đạt Đa Tạo tác ác nghiệp rất nhiều Rất nặng Đỏ đi ngục Tuy nhiên chúng ta Biết là Đề Bà Đạt Đa Là do Bồ Tát thị hiện Ngài không phải phàm phu cũng là do chư phật như lai ứng hóa ở thế gian giống như hát kịch ngài đóng vai phản diện vậy ngài là đóng cái vai này diễn cái vai này cũng rất là thành công tạo tác ác nghiệp cũng cảm thọ quả báo đọa địa ngục ngài thật sự là đọa địa ngục nhưng trong địa ngục có thọ tội hay không không có là như tam thiền. Trong cõi trời, tứ thiền, nơi an vui nhất là tam thiền an vui. Đây là giáo hóa chúng sanh. Từ góc độ phản diện, thể hiện cho người thế gian xem không nên tạo ác tạo ác chắc chắn phải thọ ác báo xà vương nhập ngục vua a xà thế cũng là do bồ tát thị hiện trong lúc lâm chung ngài sám hối rất nhanh Tướng địa ngục hiện tiền Ngài không có bước vào Trương Thiện Hòa Triều Đường Ở Trung Quốc cũng là một thí dụ rất hay Mọi người đều biết Người đó cũng là lúc sắp mạng chung Tướng địa ngục hiện tiền rồi Chỗ này nói Tạm nhập tức xuất tạm nhập là không phải giàu thật tướng địa ngục hiện tiền họ nhìn thấy rồi sau khi nhìn thấy họ lập tức sám hối tăng thượng duyên của trương thiện hòa rất tốt đúng vào lúc này gặp được một vị pháp sư đi ngang qua nhà ông nghe thấy ông ở trong đó kêu cứu mạng vị pháp sư này bước vào nhìn xem và hỏi ông nguyên nhân gì kêu cứu ông nói nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu muốn đòi mạng ông ông làm nghề giết trâu vị pháp sư này vội vàng thắp một nén hương đưa cho ông cặp bảo ông lớn tiếng niệm a di đà phật sau khi niệm xong mấy câu phật hiệu a di đà phật ông nói với mọi người là không còn nhìn thấy người đầu trâu nữa a di đà phật đến rồi Ông liền giảng sanh về Tây Phương cực lạ Cho nên sức mạnh của sám hối Là không thể nghĩ bàn. Đây chính là nói Người căng tánh nhạy bén Tạo tác tội nghiệp địa ngục Ở trong địa ngục biết sám hối Biết quay đầu Quay đầu rất nhanh câu thứ 13 Hồng hào tướng quan biểu thị cho cõi súc sanh chúng ta biết trong đường súc sanh chúng sanh tu hành rất nhiều người xưa có ghi chép một cuốn sách chuyên ghi chép súc sanh, tu hành mà được quả thiện Trước đây Tại Hoàng Pháp xã Ấn Quang Đại Sư cũng in rất nhiều Tên sách là Vật do như thử Có lẽ đồng tu đã xem qua cuốn sách này Bên trong ghi chép đều là Những chuyện xúc sanh Biết niệm Phật Năm xưa Lão Pháp Sư Đàm Hư giảng khai thị Trong buổi Phật thất tại học công Có kể một câu chuyện Một con gà trống Giảng sanh Tại chùa Đầu Đà Ôn Châu Ngài đã kể câu chuyện này Đây đều là thật Đây là ở trong chùa Có người phóng sanh đem một con gà trống đến phóng xanh con gà trống này rất thông minh mỗi ngày đi theo mọi người tham dự thời khóa sáng tối tụng xong thời khóa rồi thì nó cũng đi ra cái hôm mà nó giảng xanh tụng thời khóa xong rồi nó không chịu đi ra mọi người đều đi hết rồi nó vẫn còn nhiễu phật ở trong chánh điện thầy hương đang liền nói với nó mời nó ra con gà trống này cũng chẳng chịu nghe theo đứng ngay giữa chánh điện nước đầu nhìn tượng phật kêu lên ba tiếng rồi bỏ thân giảng sanh tư thế đứng lúc đó lão pháp sư đế nhàn là phương trượng chùa đầu đạ Xuất sanh giảng sanh Cõi súc sanh nhìn thấy hào quang Phật là màu đỏ Câu dưới đây là Lục hào tướng quang Màu lục Ở trong đây chú giải cho chúng ta thấy là Tổng biểu ngục quỷ Đồng nhập pháp lưu Màu lục là biểu thị cho ba đường ác. Chúng sanh trong ba đường ác nhìn thấy hào quang của Phật là màu lục. đều có thể thoát khỏi đường ác. Những xúc sanh này trong tâm chúng ta đều biết rõ đều là người tu hành trong quá khứ. Do một niệm sai lầm lúc lâm chung Mà biến thành cõi súc sanh Súc sanh là ngu si Trong lúc lâm chung không đề khởi chánh niệm được Nên rơi vào đường ác Dù đọa vào trong đường ác Nhưng rốt cuộc thiện căn vẫn tương đối sâu dày Chính bản thân họ không phải không biết Biết hiện nay là thân súc sanh nhưng vẫn không quên tu hành niệm phật cho nên họ vẫn còn cái duyên này vẫn có thể tiếp cận đạo tràng vẫn có thể nhìn thấy tượng phật nghe thấy âm thanh của phật nên họ nhìn thấy hào quang phật là màu lục Câu 17 Ở dưới đây Kim Hào Tướng Quang Rất nhiều người chúng ta nhìn thấy hào quang Phật Có màu vàng y Người nhìn thấy màu vàng y Không những căng tánh họ nhảy bén Mà nhất định rất sâu dày trên kinh phật nói thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi chú giải nói là biểu thị cho ngạ quỷ ngạ quỷ cái gì phải nhớ kỹ không nhất định đều là nói đến cõi ngạ quỷ mà có thể biến nó Thành nghiệp nhân của ngạ quỷ để nói Nghiệp nhân của ngạ quỷ là tham Tuy cửu mai ác thú Nhi Phật tánh bất thất Chúng ta có thể khẳng định Tất cả chúng sanh Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Đều có Phật tánh Điều này ở trên kinh Phật thường nói Tất cả chúng sanh Từ vô lượng kiếp đến nay Đều đã từng học Phật Đều đã từng nghe Pháp đều đã từng gần gũi chư Phật Như Lai. Chỉ là không nghe lời chỉ dạy, cứ thuận theo tập khí của mình mà tạo lục đạo luân hồi như cũ, không may bị đọa tam độ. Từ vô lương kiếp đến nay, hương tập chúng tử rất nhiều Thiện căn vẫn tương đối sâu dày, mặc dù đọa tam độ, gặp được duyên Phật thì thiện căn sẽ hiện tiền. Nhất là pháp môn niệm Phật. Giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc thì chúng sanh ngạ quỷ hay súc sanh Giảng sanh cũng có thể nhìn thấy Tia sáng dạng y Cũng nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Có điều những đường này Ba đường ác Nghiệp chướng nặng Rất khó giác ngộ Nếu thật sự giác ngộ thì chẳng thua kém cõi người A-di-đà Phật độ chúng sanh Là độ chúng sanh trong chính Pháp giới Điều này ở trên kinh chúng ta cũng thấy rất rõ ràng Cho nên nói là trong ba đường ác Nếu như nói giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nhìn thấy hào quang của A-di-đà Phật soi chiếu cũng là màu vàng kim sắc Câu thứ 19 dưới đây Khánh Vân Hào Tướng Quang Khánh Vân Chúng ta cũng gọi nó là Cảnh Vân Trong chú giải nói Thử biểu ly ngũ trụ phiền não Hiển ngũ phần pháp thân chi tường trưng Khánh Vân cũng là mây màu Giống như chúng ta nhìn thấy Ráng mây vào sáng sớm và chiều tối vậy Đây là thuộc về Khánh Vân Nó có rất nhiều màu sắc đại biểu cho ngũ trụ phiền não là ngũ trụ phiền não thế nào gọi là ngũ trụ phiền não đây là danh từ phật học cũng là thường thức phổ thông trên thực tế chính là bình thường chúng ta gọi là kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh phiền não thông thường chúng ta phân phiền não ra thành ba loại nói ngũ trụ vẫn là từ ba loại này triển khai ra kiến tư phiền não kiến phiền não là một trụ kiến hoặc trong phật pháp gọi là kiến nhất thiết xứ trụ địa nó là sanh ra từ phân biệt nó không phải là do câu sanh kiến là một trụ trong tư hoặc thì có ba trụ có dục giới sắc giới vô sắc giới đây là tư hoặc tam giới thấy đều gọi là ái trụ địa phiền não này là do câu sanh là tập khí từ vô lượng kiếp đến nay tư hoặc là gì tham sân si mạng nghi a kiến là tập khí tích lũy đời đời kiếp kiếp là câu sanh phiền não hợp chung lại đây là bốn trụ kiến là một trụ trong tư có dục giới, sắc giới, vô sắc giới Vậy là bốn trụ rồi Hợp chung lại gọi là phiền não chướng Thông thường chúng ta cũng gọi là kiến tư phiền não Dưới đây thêm một loại nữa là trần sa Vô minh Trần sa với vô minh hợp chung lại thành một trụ Là vô minh trụ địa như vậy là biến thành ngũ trụ vô minh trụ địa là căn bản là thuộc về sở tri chướng bốn trụ phía trước là phiền não chướng tầng xa vô minh phía sau hợp chung lại là sở tri chướng cũng gọi là ngũ trụ vô minh cũng còn gọi là ngũ trụ phiền não từ đó cho thấy nếu phá hết ngũ trụ rồi thì đó chính là quả địa như lai a la hán chỉ phá được bốn địa thoát khỏi dục giới sắc giới vô sắc giới rồi trần sa vô minh chưa phá chưa phá được vô minh trụ địa cho nên họ không thể ra khỏi tam giới trần xa phá rồi trần xa là thí dụ cho nhiều vô minh là căn bản phá được một phẩm căn bản vô minh thì thoát khỏi thập pháp giới Bắt đầu phá sở tri chướng Ở chỗ này dùng Khánh Vân Hào Tướng Quang Để mà tượng trưng Lìa khỏi Ngũ trụ phiền não Hiển bày ngũ Phật Pháp Thân Cảnh giới này Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Là vào cảnh giới này rồi Câu thứ 21 Thiên Luân Hào Quang Khác với ý nghĩa ở phía trước hào quang mà phía trước nói nó không phải hình vòng tròn trong chú giải gọi là tán quan hào quang hình vòng tròn viên mãn hơn tán quan nhiều nó đại biểu cho thuyết pháp viên mãn lợi ích cho chúng sanh căng tánh viên đốn căn tánh học Phật của tất cả chúng sanh. Nhóm hiếm có nhất, đáng quý nhất là nhóm căn tánh viên đốn. Vậy chúng ta có phải thuộc loại căn tánh này không? Không phải. Nếu như là căn tánh viên đốn thì việc tu học không có khó khăn như vậy. Vừa tiếp xúc liền khai ngộ Nghĩa là một nghe nghìn ngộ Họ rất dễ dàng nhập cảnh giới Phật Trong tất cả căn tánh Thì người căn tánh viên đốn rất ít Loại căn tánh này cũng chính là Người thượng thượng thừa Mà trong Đàn Kinh đã nói Họ còn hiếm có hơn cả Đại Thừa Chúng ta nghe xong Trong tâm thấy vô cùng ngưỡng mộ có phương pháp nào bồi dưỡng chúng ta trở thành căn tánh viên đúng hay không có không phải không có phương pháp vấn đề là bạn có chịu tiếp nhận hay không bạn có y giáo phụng hành hay không phương pháp gì vậy huân tập căn tánh của toàn bộ tất cả chúng sanh đều là do huân tập mà ra phật pháp cũng không ngoại lệ phật pháp do nhân duyên sanh huân tập như thế nào vậy thường xuyên đọc tụng kinh điển đại thừa viên đốn bạn thường xuyên đọc tụng thì vô tình bạn sẽ biến thành căn tánh viên đốn Đọc tụng phải hiểu được Sau khi hiểu được rồi Phải y giáo tu hành Đem đạo lý phương pháp cảnh giới Mà trên kinh điển nói Hoàn toàn áp dụng vào trong đời sống của mình Thì bạn vô tình biến thành căn tánh viên đốn rộ Vậy là giống giới Nói pháp viên đốn trùm hết căn tánh viên đốn giao cửa viên đốn thu được lợi ích viên đốn đã nói ở trên nhà phật thường nói người căn tánh viên đốn thuyết pháp thì không có pháp nào không viên thuyết pháp đã như vậy thì nghe pháp cũng là như vậy người căn tánh viên đốn nghe pháp thì không có pháp nào mà không viên người căn tánh viên đốn tu pháp thì không có pháp nào không viên mấu chốt là phải biết khéo học. Bạn biết học mới được, bạn không biết học dù bày ngay trước mặt bạn cũng không học được. Pháp nào là pháp viên đốn vậy? Xin thưa với các vị, pháp nào cũng đều là pháp viên đốn cả. không những là tất cả pháp mà phật nói là pháp viên đốn mà tất cả pháp thế gian cũng là pháp viên đúng một viên tất cả đều viên nếu bạn cho rằng bộ kinh này là đại thừa viên giáo bộ kinh kia là biệt giáo vậy thì bạn sai rồi bạn chưa có viên đúng được như thế nào mới là viên Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước Liền viên ngay Viên là chân Cũng chính là chân tướng sự thật Bờ mé chân thật mà chúng ta thường nói trong hiển mật giáo gọi là đại viên mãn đây là viên pháp nếu phân biệt viên pháp thì hết viên rồi do bản thân chúng ta tạo thành tuyệt đối không phải nói pháp có thiên có viên pháp không có bạn nói pháp có cạn có sâu, đây đều là sai lầm. Pháp có cao thấp là bạn đã hiểu sai hết rồi. Pháp là bình đẳng. Pháp nhất định là không có thiên viên, tuyệt đối không có cao thấp, tuyệt đối không có cạn sâu. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, một là tất cả, tất cả là một. chỗ chính của bồ tát sơ trụ cạn chỗ chính của bồ tát đẳng giác sâu sâu cạn không hai chỗ chính trong bồ tát sơ trụ có pháp đẳng giác chỗ tu của bồ tát đẳng giác có pháp sơ trụ thế mới gọi là viên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này nhất định phải thật làm ở trong đời sống chân thật rèn luyện luyện cái gì lìa tất cả vọng tưởng chập trước thiên luân hào quang Lưng tướng là tướng vòng tròn Trong tiểu chú nói Thiên bức chi luân Biểu lục đạo nhất niệm thiên như Chí thử hiển trước viên chuyển vô ngại giả Vô ngại là cảnh giới trong kinh hoa nghiêm Di luận chu táp Tức là tận hư không khắp pháp giới là một chỉnh thể Đây mới là đại viên mãn Đây mới là hào quang luân tướng Phía sau đều là nói Cái tướng khác biệt thù thắng trong luân tướng câu thứ hai mươi ba bảo luân hào quang bảo luân là cùng ý nghĩa với thiên luân ở trong đây có thêm một chữ bảo câu này chú trọng ở chữ bảo trong pháp tượng trưng Biểu ngũ đạo cụ viên căn giả Là lấy cái ý nghĩa này Có thể thấy Căn tánh viên đốn Là báo vật Tại vì sao nói nó là báo vật Họ tiếp xúc Phật Pháp Là nhất định thành tựu Ngay trong đời này phần đông đại chúng trong đời này khi tiếp xúc được phật pháp thì chưa chắc có thể thành tựu nguyên nhân do đâu căn tánh khác nhau duyên phận khác nhau mình có đầy đủ căn tánh viên đốn gặp được duyên phận tốt thì chắc chắn thành tựu duyên ở chỗ này là bồ tát địa tạng kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện cái duyên này là vô cùng thuộc thắng có thể dựa theo lý luận phương pháp cảnh giới của bộ kinh điển này mà tu học thì có thể thành phật làm tổ không những là thoát khỏi lục đạo còn thoát khỏi thập pháp giới đây là giống như trong lục tổ đàn kinh nói người đại căn tánh người căng tánh nhạy bén người căng tánh nhạy bén sau khi tiếp xúc có thể tin có thể hiểu có thể làm nếu không phải loại căng tánh này thì sau khi tiếp xúc có khi họ không tin hoặc là tin rồi nhưng họ không hiểu sau khi hiểu rồi họ không chịu làm cho dù là làm cũng nghi ngờ đủ thứ làm không thoải mái vẫn cứ rơi vào trong vọng tưởng chấp trước Đương nhiên họ được quả báo sẽ là khác nhau. Ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy người căn tánh viên đốn là người như thế nào. Họ nhìn sự việc rất là rõ ràng, rất minh bạch. Họ làm việc rất thoải mái, đầy năng lượng. lợi ích chúng sanh còn bản thân thì thanh tịnh vô vi không nhiễm mảy bụi là có thái độ như vậy chỗ này cũng có mấy câu nói rất hay bồ tát tùng sơ phát tâm vi độ chúng sanh vô hữu giải thức xuất ư thế gian trụ ngũ thần thông sử ư hư không phóng trí huệ quang minh diệt tà kiến hí luận mấy câu nói này đều là nói từ trong cảnh giới họ quả thật là khác với phàm phu thông thường Tâm địa càng thanh tịnh Thì trí huệ càng viên mãn Đối với nghiệp nhân quả báo Của giảng diệt muôn pháp Ở trong thế gian và suốt thế gian Họ đều nhìn thấy rõ ràng Tuy là thấy rất rõ ràng Bồ Tát ứng vào đời vẫn là phải tùy duyên đúng như lời trong hạnh nguyện phổ hiền nói là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức các bạn thích làm thế nào thì bạn cứ làm như thế đó Nhân thiện cảm quả thiện Nhân ác gặp ác báo nhân duyên quả báo nhất định tương ưng nhất định là không sai chạy chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh nhất định không có mảy may miễn cưỡng sen tạp ở trong đó Cách tùy thuận này chúng ta rất khó làm được Chúng ta đối nhân xử thế Đều muốn thêm một chút ý của mình vào trong đó Nếu thêm một chút ý của mình vào trong đó Vậy thì không gọi là tùy thuận được rồi Tùy thuận là thuận theo tự nhiên Không thêm một mảy may ý nào vào Cho nên Phật giảng kinh thuyết Pháp Chỉ là khuyến hóa để cho bạn nghe Bạn ngộ rồi thì bạn cứ thuận theo chỗ ngộ của bạn Mê rồi thì thuận theo mê của bạn Phật Bồ Tát Không thêm một mảy may ý nào vào trong đó Bạn muốn hỏi gì sao Đạo lý này là sâu rồi Chúng ta cần thể hội cho thật kỹ Phải nghiêm túc học tập Vậy mới gọi là học Phật Học giống như Phật vậy Sau đó ở trong đời sống Được đại tự tại Dưới đây là câu 27 Nguyệt Luân Hào Quang Ở chỗ này Biểu thị cho Bồ Tát cụ trí đoạn nhị đức cố năng trừ ngũ đạo nhiệt não ít tứ chúng thanh lương nhiên thử nhị luận nhị luận là biểu thị cho nhật nguyệt Chánh biểu đại sĩ quyền thật nhị trí Chiếu lý dám cơ giả Đoạn này nói thật xa Quan trọng nhất chính là câu sau cùng Chiếu lý dám cơ Thật trí soi chiếu lý Quyền trí quán sát căn cơ cơ là căn cơ của chúng sanh bình thường chúng ta gọi là quán cơ dám chính là quán bạn có thể nhận biết được cơ duyên của tất cả chúng sanh bạn giúp chúng sanh là khế cơ bạn có thật trí soi rõ lý tông mảy may mê hoặc chân tướng vũ trụ nhân sanh đây là chiếu lý khế lý khế cơ như vậy mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật cho nên không thể không giảng kinh không thể không giảng kỹ cả hầu hết đại chúng hiện nay đều là lơ là sơ ý tâm tính hời hợt ngày nay giảng kinh nhất định không thể giống như người xưa người xưa nói chuyện hàm xúc ý ở ngoài lời bạn phải biết nghe nếu bạn không biết nghe thì bạn sẽ không hiểu được ý Hiện nay nếu giảng hàm xúc như người xưa Thì không có ai nghe hiểu được rồi Bạn giảng uổng công Bạn không được nói hàm xúc Nếu như thuyết pháp như vậy Người ta nghe xong rồi Cũng chưa chắc có thể hiểu được vậy là chúng ta phải cầu tam bảo giá trị cho nên nghiên cứu giáo lý giảng kinh là quan trọng hơn bất cứ thứ gì Vì niệm Phật có quan trọng không Cũng quan trọng như vậy Là giống như hai bánh xe vậy Thiếu một bánh Thì không thể chạy được Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này Phải quan sát cái thế gian hiện tại này cơ của thế gian ngày nay là nguy cơ nguy cấp đến cực điểm mục đích bồ tát trụ ở thế gian là giúp người thế gian phá mê khai ngộ lìa khổ được vui từng ly từng tí động thái của người thế gian bạn không thể không nhận ra bạn không nhận ra được thì làm sao bạn dạy người chứ cho nên sáu căn của chúng ta tiếp xúc cạnh giới sáu trận đều phải được soi chiếu thế giới hiện nay là gì dân chủ tự do khai phóng tương lai nhất định có xu hướng là dân chủ tự do khai phóng không hạn chế sự việc này phiên phức rồi vì sao vậy và hàm phu mà họ không phải là thánh nhân ở trong phật pháp cấp bậc thấp nhất là pháp giới tứ thánh. A La Hán biết chi Phật Bồ Tát Phật. Các ngài biết thực là dân chủ tự do khai phóng. Người ta có đức có hạnh, có trí, có định, có đức, có năng lực thì mới được. Mới được thọ dụng chân thật Và ở nhất chân Pháp giới Là khai phóng viên mãn Thật sự là không có hạn chế Trong Hoa Nghiêm nói Lý vô ngại sự vô ngại Lý sự vô ngại sự sự vô ngại Cái tự do dân chủ đó là Đạt đến rốt ráo viên mãn rồi Nhưng đối với Phạm Phu thì không được Nếu Phạm Phu mà làm như vậy Là họ thuận theo phiền não Một khi phiền não mở cửa rồi Thì làm sao chịu nổi chứ Phật Bồ Tát là trí huệ Trí huệ mở cửa thì được Chứ phiền não thì không nên mở cửa Phiền não nhất định phải ràng buộc Không được để nó vượt ra ngoài quỹ đạo thì mới có thể duy trì xã hội an toàn, ổn định được Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này Chúng ta thấy trong 53 lần tham vấn Trong Kinh Hoa Nghiêm có sát đạo dâm Cái sát đạo dâm đó của họ là trí huệ Rốt ráo viên mãn trong những không đọa ba đường ác Mà ngay cả mười pháp giới cũng không đọa Cao minh đến cực điểm Nhưng phàm phu chúng ta thuận theo phiền não Nếu bạn tạo sát đạo dâm Thì chắc chắn đọa ba đường ác rồi Thuận theo trí huệ Thị hiện tạo sát đạo dâm Thì không đọa tam độ. Là đạo lý gì? Thí dụ người bình thường trong xã hội giết người Đốt nhà làm phạm tội Lập tức bị dốt vào trong nhà tù Thế nhưng diễn viên ở trên sân khấu Giết người đốt nhà thì không phạm tội Không có ai quản lý họ Vì đó là giả mà Là đang biểu diễn chứ không phải là thật Bồ Tát tạo sát đạo dâm là biểu diễn Chứ không phải thật Họ thuận theo trí huệ Người thế gian thuận theo phiền não Dân chủ là nói đối với hạng người nào Là đối với Phật Bồ Tát Tất cả mọi chúng sanh trong quốc gia này của bạn Có phải người nào cũng là Phật là Bồ Tát không? Thì có thể nói dân chủ Nếu như không phải Phật, không phải Bồ Tát Vậy thì dân chủ rất nguy hiểm rồi là thật chứ không phải là giả chút nào có một năm Tôi ở Đài Loan Sống ở xứ Mộc Sang này Cũng khoảng 40 năm 40 năm trước Tôi giảng kinh ở bên đó Tôi còn nhớ lúc đó Là giảng kinh Lăng Nghiêm lão tiên sinh triệu hằng thích, có đến nghe mấy lần. người này là quân phiệt đầu năm dân quốc. lúc đó mọi người gọi ông là vua hồ nam. ở đài loan, người ngang hàng với tiên sinh tưởng giới thạch chỉ có mình ông. Tưởng tiên sinh đối với ông rất tung kính Hình như lúc đó ông đại khái khoảng 90 tuổi rồi Có một hôm tôi giảng kinh xong Đi tản bộ đưa ông về Trên đường về ông vô cùng cảm khái nói một câu Ông sám hối Tuổi về già mới học Phật lúc trẻ không biết đi làm cách mạng là sai rồi ông nói với tôi là sai rồi tôi hỏi sai ở chỗ nào dưới chế độ dân chủ không có nhân tài lời nói này tôi hiểu bạn thử nghĩ xem thời đế dương chuyên chế trước đây ở trung quốc nhân tài do đâu mà có do cầu Lưu bị tìm ra các lượng phải ba lần đến liều cỏ Người hiện tại thì thế nào lập tức liền ra ngay Cần bạn đến cầu à Tôi rất tốt nè Tuyển tôi đi Tôi tài giỏi hơn ai hết Ai cũng thua tôi cả Người chân thật có học vấn Có năng lực Thì họ lùi lại Không tranh với người khác Cho nên dưới chế độ dân chủ Nhân tài đi đâu vậy? Nhân tài đều ẩn náo, được giấu mặt Nhất định không chịu tham gia Tranh cử Không thể rồi Người thật sự có đạo đức, có học vấn Sẽ không đi làm cái chuyện này Muốn cống hiến phục vụ cho xã hội Cho chúng sanh Thì sẽ có rất nhiều phương pháp họ sẽ không đi con đường này cho nên họ ở ẩn ở ẩn ở đâu vậy ẩn vào ngành thương nghiệp vào công nghiệp vào nông nghiệp dùng những ngành nghề này để cống hiến cho xã hội phục vụ nhân dân cho nên ở ẩn không nhất định là vào trong rừng núi người ở ẩn nơi rừng núi cũng có ẩn vào trong ngành thương nghiệp rất nhiều đương nhiên phạm vi phục vụ sẽ tương đối nhỏ cho nên tiên sinh triệu khi đến tuổi về già học phật mới dần dần giác ngộ sáng tỏ ra những đại đạo lý này loại đại đạo lý này được mấy người giác ngộ mấy người hiểu được ngày nay mặc dù chúng tôi hiểu rõ rồi cũng không dám phản đối vì sao vậy tự do dân chủ là trào luôn bạn phản đối trào luôn gì thì có nguy hiểm không cho nên phật bồ tát thuận theo tự nhiên bạn thích dân chủ thì cứ dân chủ bạn thích tự do thì cứ tự do đến khi bạn đi cùng đường bạn cũng sẽ giác ngộ cũng sẽ quay đầu cho nên sự việc này Tiên sinh Tôn Trung Sơn Trí huệ của ông Đáng để người ta tôn kính Đáng tiếc Tuổi thọ ông quá ngắn Cũng là do phước chúng sanh mỏng Ông đi quá sớm ông quan sát là muốn đem truyền thống xưa của trung quốc kết hợp với ưu điểm của phương tây ông đề xướng cách mạng đề xướng nhất đảng chuyên chánh cho nên đường lối của ông không phải là dân chủ tự do khai phóng không phải như vậy mà là nhất đảng chuyên chánh là dùng nhân tài trong cả nước tập hợp lại tổ hợp thành đoàn thể để quản lý quốc gia thay thế đế dương đế dương là người trong một nhà người trong gia đình họ quản lý quốc gia này hiện nay là người trong nước chúng ta người có trí huệ tập trung lại quản lý quốc gia này phương pháp này hay cho nên đường lối của ông không phải chế độ đa đảng. Chế độ đa đảng là tranh. Một khi tranh thì sẽ loạn. Mệnh tử nói rất hay. Trên dưới tranh lợi với nhau thì quốc gia sẽ nguy hiểm. Ông đọc sách cũng đọc rất nhiều. Ông hiểu được đạo lý này. Làm thế nào mới thực sự tạo phước cho xã hội tạo phước cho nhân dân để cho đại chúng đạt được đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật người này là đại trí đại nhân người như vậy cũng là rất hiếm thấy trong lịch sử Đây là nói đến Chiếu lý giám cơ Câu thứ 29 Cung điện hào quang Cung điện Nếu dùng cách nói hiện nay để nói là Những kiến trúc cao lớn Thời xưa cung điện là cao nhất So với những kiến trúc thông thường Hiện nay chúng ta không thể nhìn thấy cung điện liền nghĩ đến cung điện thời xưa là không được ý nghĩa đó không thể biểu đạt ra được hiện nay chúng ta nhìn thấy chữ này nhất định phải nghĩ đến những tòa cao ốc ở trong đô thị hiện đại ở chỗ này biểu tam đồ siêu xuất nhân thiên hiển ngũ đạo đồng quy phật quả Cố hiện cao hiển chi tướng Cấp bậc tam đồ là thấp nhất Thoát khỏi tam đồ Sanh lên hai cõi nhân thiên Là lên chỗ cao rồi Nhưng như vậy cũng chưa phải cao Ngũ đạo Trên thực tế chính là lục đạo Ngũ đạo là nói thiên nhân súc sanh ngạ quỷ địa ngục là ngũ đạo ngũ đạo đồng quy Phật quả chỉ có tịnh độ đúng như câu nói trùm khắp hết ba căn thu trọn cả lợi độn có thể khiến chúng sanh địa ngục một đời thành phật điều này thì vô lượng vô biên pháp môn trong phật pháp chỉ có pháp môn này là thù thắng nhất nếu dùng ý nghĩa này để nói thì trong tất cả pháp môn pháp môn tịnh độ là cao nhất pháp môn tịnh độ là thù thắng nhất pháp môn càng thù thắng các vị phải nhớ kỹ là sẽ càng đơn giản cho nên kinh luận của tịnh tông là ít nhất có năm kinh một luận ít mới dễ học năm kinh một luận có cần chúng ta phải tiếp nhận toàn bộ không không nhất định rồi sáu loại này bất kỳ một loại nào cũng có thể thành tựu năm loại này từ số lượng mà nói là có sự khác biệt nhỏ Kinh vô lượng thọ lớn Nhiều văn tự Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật viên thông chương Nhỏ ít văn tự Chỉ có 244 chữ Thế nhưng lý luận Nguyên tắc Cảnh giới thành tựu Mà ở trong đó nói Thì chắc chắn không có khác biệt chỉ cần có thể dựa theo một loại Cũng có thể giảng sanh bất thoái thành Phật Đây là điểm thù thắng chân thật của pháp môn này Sau khi tất cả chúng sanh gặp được Đều được lợi ích lớn Cho dù đời này Họ không thể tin hoàn toàn Không thể hiểu hoàn toàn chưa có nghiêm túc tu hành thì lợi ích chân thật đó vẫn mãi tồn tại đời sau đời sau nữa họ gặp lại được pháp môn này thiện căn của họ khởi hiện hành thì nhất định sẽ thành tựu tình trạng này cũng giống như chúng ta vậy chúng ta cũng không phải mới tiếp xúc đời này trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp đã từng tiếp xúc rồi tiếp xúc rồi tại vì sao ngày nay vẫn rơi vào tình trạng này lúc đó tiếp xúc tin không sâu hiểu không thấu triệt làm không đủ lực vẫn thuận theo phiền não như cũ vẫn trôi lăn trong lục đạo biến thành tình trạng như thế này hiện nay ngày nay lại gặp được rồi là do thiện căng trong đời quá khứ khởi hiện hành đời đời kiếp kiếp từng bước từng bước phân tu đến đời nào đó bạn tiếp xúc thật sự hiểu rõ thật sự giác ngộ rồi nhưng định không hoài nghi nữa hà quyết tâm đời này y giáo tu hành vậy thì, thì họ thoát khỏi lục đạo là thành công rồi. Cho nên trong đời này có thể tin, có thể hiểu, có thể nguyện, có thể hành thì vẫn là kế thừa thiện căn của đời trước. Đây là tập khí nghe pháp tu học. Loại tập khí này là tập khí tốt. Có thể thuận theo tập khí tốt này thì được Điều sau cùng Hải Vân Hào Quang Biểu sanh Phật nhất như Y chánh bất nhị Nhiễm tịnh đồng nguyên Khổ lạc vô dị Như hải mạc trắc biên nhai Như vân nguyên vô phân biệt Cố tri tình sanh phân biệt Phá pháp điều nhiên Trí nhập nhất vô Sự sự bình đẳng Trung ư hải vân Lương hữu dĩ giả Đây là nói Đức Phật phóng quan Đoạn kinh văn này bắt đầu từ Bạch Hào Sau đó kết thúc ở Hải Vân Ý nghĩa này rất sâu, rất rộng chúng ta phải thể hội cho thật kỹ câu này ở chỗ này nó biểu đạt ở trong phóng quan phần trước là đại viên mãn quan minh vân ở trong phẩm thứ nhất là đặt câu này lên trước nhất Còn ở đoạn này khi phóng quang Thì đem ý nghĩa này đặt ở sau cùng Ý nghĩa ở trong đó Mọi người hãy thể hội thật kỹ Nó sâu rộng vô tận Như vậy mới thật sự là kế nhập nhất chân pháp giới. Hiển thị ngũ đạo đồng quy tịnh độ. Nhập tịnh độ là đã nhập pháp bình đẳng. Là nhập nhất chân pháp giới rồi. Nhất chân là không hai mọi thứ đều không hai cho nên hiện nay chúng ta thờ tượng phật chúng ta thờ cúng ba bức tượng a di đà phật hoàn toàn giống nhau con người hỏi tôi pháp sư Thầy thờ như vậy là có ý nghĩa gì? Tôi nói là Tây Phương Tam Thánh Họ nói tất cả đều là A-di-đà Phật mà Tôi trả lời bạn nói là A-di-đà Phật Nhưng tôi nói không phải Tôi nói A-di-đà Phật ở chính giữa Bên này là Bồ-Tát quan Âm Bên kia là Bồ-Tát Đại Thế Chí Vậy làm sao hoàn toàn giống nhau được Thế giới Tây Phương Cực Lạc là Pháp bình đẳng Không có phân biệt Bạn thờ tượng có khác biệt Là do tâm phàm phu mà thờ Là tâm phân biệt trên thực tế thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi người giảng sanh về thế giới cực lạc Thì tướng mạo của họ đều giống như A-di-đà Phật vậy Chẳng phải các bạn đã đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ rồi sao? Tương lai Thôn Di Đà của chúng ta xây dựng rồi Tôi đã nói với cư sĩ Lý Niệm Phật Đương là hình tròn Bốn phía của niệm Phật đường Thấy đều thờ tượng A-di-đà Phật Thật ra hiện nay chúng tôi nói A-di-đà Phật bạn mới biết Không nói A-di-đà Phật thì bạn không biết Đó là người nào vậy? Liên trì hải hội Tướng mạo của mỗi người giảng sanh Giống như A-di-đà Phật vậy Có cùng một tướng mà Một tướng là tướng bình đẳng Không có khác biệt Tướng mạo giống nhau âm thanh giống nhau thể chất giống nhau nhưng đều là sắc thân màu vàng trói vậy mới như pháp chứ cho nên những người mà bạn nhìn thấy đó là đại chúng của liên trì hải hội là những bậc thánh từ mười phương thế giới giảng sanh gì đó trên kinh chúng ta thấy là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ là có ý nghĩa này không hiểu được nơi đây đều là a di đà phật chỉ có người sáng suốt mới đồng ý là liên trì hải hội đây là thuộc về vấn đề trong cảnh giới dùng cách thức này để dẫn dắt chúng ta dần dần khế nhập cảnh giới sau đó chúng ta xoay trở lại xem cả đoạn kinh văn màu sắc hào quang mà trong đây nói có đủ dạng khác nhau nhưng thực ra chỉ có một cùng một hào quang mà hiện ra nhiều màu sắc như vậy hiện ra nhiều tướng như vậy bạn phải biết chân tướng sự thật ở trong đây là gì hào quang từ đâu mà có từ thật trí trí quậy chân thật thật trí ở trong bát nhã nói là bát nhã vô tri trí vô tri là thật trí thật trí là tận hư không khắp pháp giới giống cái gì vậy giống như biển nước biển là giống nhau phủ khắp biển nước là thật trí quan là gì quan là sống hiện nay hầu hết chúng ta đều biết quan là hiện tượng của sống âm thanh là hiện tượng của sống điện là hiện tượng của sống sống là tác dụng cái gì thử nghĩ xem nếu như không có nước thì làm gì có sống? Sống ở trên nước là dựa vào nước mà có. Chư Phật Bồ Tát phóng quang là dựa vào cái gì mà có vậy? Nếu như các ngài không có dựa, nếu sống không có nước thì làm sao hình thành sống được? Nhất định sẽ không có sống. Cái gì phải biết? Sống là quyền trí Quyền trí là dựa vào thật trí Dựa vào thật trí mà nổi sống Ánh sáng Âm thanh mà như lai phát ra là Sống âm Quang là sống ánh sáng Như lai chúng ta gọi là Pháp thân đại sĩ những sóng ánh sáng, sóng âm thanh, sóng tư mà các ngài phát ra Đều là dựa vào thực trí Đạo lý là như vậy Chúng ta có thật trí hay không? Có Trí này là bình đẳng Không phải do tu mà có Trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ chúng ta vốn dĩ đầy đủ nhưng bị mê rồi mê rồi biến thành cái gì biến thành vô minh cho nên phàm phu trong lục đạo chúng ta khởi tâm động niệm đều là sống sống đó dựa vào cái gì dựa vào vô minh vô minh chính là tự tánh tự tánh bị mê rồi gọi nó là vô minh vô minh mà giác rồi thì gọi nó là tự tánh cho nên vô minh với tự tánh là một thứ Nhưng khởi tác dụng Thì biến thành hai loại kết quả Khi ngộ rồi là nhất chân pháp giới Được đại tự tại Khi mê rồi là lục đạo luân hồi Khổ nạn vô biên Điểm đáng quý của Phật Pháp Là một niệm giác đây là tôi giảng cho các bạn biết đạo lý phóng quang ở trong đoạn này. Sau khi các bạn hiểu rõ rồi, thật sự nhìn thấy Phật phóng quang thì không cần nói một câu nào nữa. Ý nghĩa viên mãn ở trong đây bạn đều hiểu rõ rồi. Đâu có cần phải tốn nhiều lời không cần thiết như vậy nữa. tận hư không khắp pháp giới chỉ là do tác dụng này mà thôi một cái là thể một cái là dụng quyền trí là dụng thật trí là thể thể tận hư không khắp pháp giới dụng cũng tận hư không khắp pháp giới thể là tịnh thanh tịnh tịch diệt dũng là động thể vô tướng dụng có tướng dụng nó có sống sống là có tướng có một số hiện tượng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy nhưng phật có thể nhìn thấy ngài có ngũ nhãn viên minh nên có thể thấy ngày nay chúng ta nhìn thấy ánh sáng nghe thấy âm thanh nhưng không thể nhìn thấy hiện tượng động của sóng ánh sáng Không thể nhận ra được hiện tượng động của sóng âm thanh Nhưng hiện nay chúng ta nhờ vào máy móc Thì có thể quan sát được Trong máy móc chúng ta có thể nhìn thấy âm thanh cao hay thấp Âm thanh cao thì sóng của nó tương đối dày, Nó tập trung lại nên âm đó rất cao khi âm thanh thấp thì sống của nó tương đối thưa thớt đây là âm cao thấp lợi dụng công cụ khoa học có thể phát hiện sống ánh sáng là có sống dài và sống ngắn đó chính là một sống có sống rất dài có sống rất ngắn hiện tượng sống dài ngắn này có thể thấy được rồi hiện tượng sống dài ngắn hiện ra màu sắc khác nhau mà không giống nhau từ đó cho thấy Chúng ta hiểu được nguyên lý này Phật phát ra sóng ánh sáng là mù. Hay nói cách khác Ngài phát ra tia ánh sáng này là bằng phẳng Không có gợn sóng Phật phát ra cũng là phẳng lặng cũng không có gợn sống Nên nói Phật dĩ nhất âm nhi thuyết Pháp Chúng sanh tùy loại các đắc giải Thế nhưng chúng sanh phát ra cái loại sống này Nó có gợn sống Vừa tiếp xúc với sóng của Phật Thì sóng của Phật Cũng thuận theo sóng của chúng sanh Là hằng thuận chúng sanh Nhưng sóng của chúng sanh Với sóng của Phật trong khi tiếp xúc Họ liền có lĩnh ngộ Giúp chúng sanh khai mở trí huệ Nguyên lý là ở chỗ này Sau đó bạn mới biết Ngày nay thế giới này loạn như thế này Chúng sanh khổ như vậy Là do tâm mọi người phát ra sống gì vậy Sống tham sân si Sống này rất xấu Hơn nữa biên độ sống này lên xuống rất lớn Ngày nay chúng ta niệm Phật Tu định Là để cho sống này của chúng ta phát ra hòa hoãn Sống đó của họ rất lớn khi đụng với sống hòa hoãn của chúng ta Thì sống của chúng ta cũng lớn theo nhưng biên độ sống đó của họ lại hạ xuống sống của họ hạ xuống sống của chúng ta thì nâng lên như vậy mới có thể giảm bớt tai nạn trong thế gian kéo chậm lại tai nạn trong thế gian đạo lý là ở chỗ này cho nên cái sống niệm phật này trong niệm phật đường của chúng ta cũng giống như sống điện vậy nó truyền khắp toàn thế giới niệm phật có lợi ích gì lợi ích là ở chỗ này bạn thật sự hiểu được Bạn sẽ sanh niềm tin Chúng ta ở nơi đây niệm Phật Nhưng người trên toàn thế giới được lợi ích Không chỉ là tự độ Cho nên bạn phát ra chân tâm Tâm khẩn thiết, tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng, tâm từ bi để niệm Phật Là tự lợi lợi tha Bạn không hiểu được đạo lý này Bạn ở trong nhà niệm dạy câu Phật hiệu Thì có lợi ích gì cho xã hội này không Chân thật có lợi ích Người trong xã hội không nhìn thấy Nhưng họ được thọ dụng Họ được lợi ích Họ không biết lợi ích từ đâu mà đến Cũng không biết là làm sao thay đổi Đó gọi là mê hoặc Người giác ngộ, người sáng suốt hiểu được đạo lý này cho nên Kinh Phật từng câu từng chữ Nếu có thể dùng khoa học hiện đại để giải thích Thì mọi người sẽ dễ dàng hiểu hơn Tại vì sao Phật giảng Kinh Thuyết Pháp phóng quang hiện tướng lành vậy? Là để hiển thị đạo lý này Ngày nay nói về sinh hóa Nói về vật lý, hóa học Những thứ này Phật đã biểu đạt ở trong đây hết rồi hơn nữa nói rất rốt ráo viên mãn Hy vọng mọi người hãy thể hội cho thật kỹ Phật Pháp là môn khoa học cao sâu Hoàn toàn không thua kém so với đỉnh cao khoa học hiện nay Nó còn cao siêu hơn nhiều so với họ Khoa học kỹ thuật của họ không thể giải quyết được vấn đề Nhưng khoa học kỹ thuật của Phật Pháp chúng ta có thể giải quyết vấn đề cho nên hy vọng các đồng tu phải nghiêm túc nỗ lực ở trong đây hoàn toàn không có mê tín được rồi hôm nay chỉ giảng đến chỗ này a di đà -v.